Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại giảng Lotte Land Nhà Bè. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người cái tiến độ mới nhất và cái vị trí của giảng này, và đồng thời là chi tiết cho mọi người cái cung đường di chuyển từ tất cả những cái quận sang giảng Lotte này nhé. Rồi, Phước Sửu cùng mọi người khám phá giảng này nha. Như mọi người nhìn thấy thì giai đoạn đầu tiên của giảng là Vạn Phát Hưng thì đã cho ra khá nhiều đất nền và những có một số căn nhà đã xây dựng tại nơi đây. Và nơi đây có đến 3 trường đại học, thì tí xíu nữa là Phước Sửu sẽ chi tiết cho mọi người 3 trường đại học. Và bây giờ mình nhìn sơ qua về cái tiến độ thi công của giảng ha. Mới tầm khoảng chỉ khoảng hơn 2 tháng nhưng mà việc san lấp mặt bằng của giảng trở nên khá nhanh chóng. Và ở đây thì mặt bằng đã giải phóng khá nhiều, những cung đường ở đây thì cũng khá đẹp và di chuyển dễ dàng, không có còn đi qua những cánh đồng dừa nước như hôm nữa. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy cuối giờ rồi thì rất là nhiều sinh viên tan giờ học, cung đường trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn. Thì nói về vị trí di chuyển của Lotte Land thì mình có thể di chuyển khá nhiều cung đường dọc theo tuyến đường Lê Văn Lương, bắc qua cây cầu Long Kiển vừa mới nối nhịp, và mình có thể đi đường Nguyễn Bình, và một cung đường nữa sắp tới mình có thể đi qua cái hướng Nguyễn Bình hướng về Bình Chánh, cầu Cây Khô. Thì đối với Lotte thì có nhiều, khá nhiều cái lợi thế mà mình có thể chọn nơi đây là một nơi có thể là đầu tư lý tưởng và an cư lạc nghiệp. Bởi vì ở nơi đây như mọi người nhìn thấy thì cái trường đại học đầu tiên mà Phước Sửu muốn đang nói đó là cái trường Tài nguyên Môi trường. Thì ở đây là khuôn viên của trường đã xây dựng đến 90% rồi, sắp đưa vào hoạt động. Và một trường đại học thứ hai đó là trường Đại học Thể dục Thể thao. Và bên cạnh trường Đại học Thể dục Thể thao thì có một cái phân khu nữa của trường Đại học Mở. Ở đây thì có đến 5.000 sinh viên của Đại học Mở đã về đây gọi là nhập học rồi. Và sắp tới thì hơn 5.000 sinh viên của Đại học Thể dục Thể thao nữa. Tổng số sinh viên về nơi đây có thể là lên đến hơn 20.000 sinh viên. Để biết mức độ là sinh viên tụ tập về khu dân cư nơi đây thì khá nhiều. Sau này khu dân cư Lotte Land sau khi hình thành thì sẽ đáp ứng rất là nhiều về mọi mặt, về gọi là những cái tiện lợi, tiện ích để phục vụ cho đại đa số những cái sinh viên ở nơi đây. Và đặc biệt là nơi đây thì có thể có những sinh viên khá giả, gia đình có thể là mua những cái căn nhà tại dự án này cho sinh viên có thể là học tập và sinh sống tại nơi đây. Đây, như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Nhân Đức, và bên cạnh khu dân cư Nhân Đức thì ba cái trường đại học mà như Phước Sửu đã chi tiết. Và đây là cái trường đại học Tài nguyên Môi trường. Trường đại học Tài nguyên Môi trường chưa đưa vào hoạt động nhưng mà cũng rất là đẹp ha. Khang trang đầy đủ và có đầy đủ những cái trang thiết bị, và sắp tới sẽ đưa vào hoạt động dự kiến là trong đầu năm tới. Một cái khuôn viên khá tuyệt vời và một cái quỹ đất khá rộng rãi để kết nối, và một cái làng đại học tại khu Nhân Đức Nhà Bè hình thành nơi đây là một cái khu gọi là sung túc đầy đủ và có đầy đủ những cái chức năng về giáo dục. Và nếu những cái khu dân cư ở đây hình thành thì sẽ đáp ứng đại đa số toàn bộ những cái tiện ích phục vụ đầu tiên cho khu dân cư này, và đồng thời là cho những sinh viên của trường đại học. Vì việc cái kết nối di chuyển của cái căn dự án này khá đẹp nên là thu hút khá nhiều nhà đầu tư đang tìm về nơi đây, tìm thành một nơi là an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lợi tại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.